Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món bún thịt nướng. Ở đây thì mình sẽ dùng là khoảng 700g thịt nạc dăm. Ngoài thịt nạc dăm thì các bạn có thể là mình dùng thịt nạc vai cũng được. Thịt nạc vai thì nó cũng mềm, nó ngon. Hoặc là nếu như mà dùng thịt đùi thì nó sẽ hơi bị cứng chút. Thịt đùi thì mình có thể mình dùng cây búa. Cây búa dùng trong thực phẩm mình dằn nó ra để cho miếng thịt nó mềm ra cũng được. Còn mình dùng thịt nạc dăm thì mình khỏi cần dằn miếng thịt. Rồi mình sẽ có làm tỏi ớt băm, một ít nước cốt chanh. Thì cái phần này mình sẽ làm phần nước mắm chua ngọt. Nói chung thì món này quan trọng nhất là vẫn là phần ướp thịt. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình ướp thịt nha. Ướp thịt nướng ngày hôm nay thì mình sẽ dùng những gia vị bán có sẵn nha. Giống như là gói gia vị bột xá xíu của Thái nè. Rồi sốt ướp thịt nướng của Cholamet. Các bạn dùng hiệu nào cũng được hết. Thì mình hôm nay thì mình sẽ dùng hai loại này. Các bạn có thể là xài cái sốt ướp xá xíu của Lee Kum Ki cũng được. Rồi mình nên dùng thêm cái bột xá xíu của Thái này thì nó sẽ lên màu nó đẹp hơn. Ngoài ra thì mình sẽ dùng thêm rượu mai quế lộ. Rượu mai quế lộ này ở nhà mình tự làm á. Các bạn có thể là mình mua ở những tiệm mà bán những gia vị của người Hoa cũng có sẵn nữa. Hoặc là mình tự tay làm nó rất là dễ luôn. Bột xá xíu thì mình sẽ dùng khoảng 2/3 muỗng canh bột xá xíu. Rượu mai quế lộ có thì các bạn cho vào cho nó thơm nha. Nửa muỗng canh rượu mai quế lộ. Không có rượu mai quế lộ thì các bạn có thể mình thay thế bằng tầm khoảng một chút xíu bột ngũ vị hương, khoảng một đầu đũa thôi. Hoặc là tối đa 1/4 muỗng cà phê bột ngũ vị hương là được. Nhiều quá nó cũng nồng mùi á. Còn mình dùng cái rượu mai quế lộ này cái mùi nó thon thoảng, nó rất là dễ chịu. Sốt ướp thịt nướng thì mình sẽ dùng một muỗng canh. Thêm khoảng 1/3 muỗng canh nữa. Mình sẽ không ướp tỏi tươi mà mình sẽ dùng tỏi phi ướp cho nó thơm. Một muỗng canh tỏi phi. Để giúp cho thịt nó sẽ bóng mượt hơn á, mình sẽ dùng khoảng nửa muỗng canh mạch nha. Cái này có thì các bạn cho vào, không có mình có thể bỏ qua nha. Hoặc là mình cho vào đây tầm khoảng nửa muỗng canh dầu ăn cũng được. Cho thịt nó đừng có bị khô. Nó sẽ bóng mượt, nó ngon miếng thịt hơn. Giờ mình sẽ trộn đều thịt lên. Các bạn ướp cho mình là ít nhất là 1 tiếng thì nó mới ngon. Mà mình nên ướp trong ngăn mát đó, cho thịt nó tươi nha. Có thể ướp vài tiếng cũng được. Hoặc là mình ướp qua đêm. Đó, thịt hôm nay thì mình sẽ ướp nó đơn giản như thế này thôi. Từ những cái gia vị có sẵn nhưng mà nó phải kết hợp. Đôi khi thì một cái loại sốt ướp thịt nướng không thì một mình thì nó không ngon. Phải kết hợp như vậy thì nó mới ngon. Do là mình ăn bún với nước mắm thì cái thịt này mình có thể mình ướp vừa ăn hoặc là ướp nhạt thôi. Mình còn chan với nước mắm chua ngọt thôi nữa. Rồi bây giờ mình sẽ ướp thịt nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ đi nấu nước mắm nha. Ở đây mình sẽ cho vào 300ml nước lọc. 110g đường. Nếu như các bạn không có cân mình có thể dùng cái muỗng này. Mỗi một muỗng canh gạt ngang như thế này là khoảng 20g. 70g giấm. Ở đây mình dùng giấm nuôi hoặc các bạn dùng giấm chai bán xong siêu thị thì mình sẽ bớt lại tại nó chua nhiều hơn. 80g nước mắm. Mình sẽ cho vào đây một ít nước màu nha. Để cho cái màu nó sẽ đậm hơn chút xíu á. Nhưng mà nó sẽ không ảnh hưởng đến mùi nước mắm đâu nha. Chút xíu như thế này thôi. Rồi mình sẽ nấu cho nó tan đường, sau đó mình sẽ để nguội. Để thật là nguội rồi mình mới cho tỏi ớt vào với nước cốt chanh. Nó vừa sôi nhẹ lên là mình tắt bếp nha, không cần phải để cho nó sôi quá lâu. Mình sẽ nướng thịt bằng nồi chiên không dầu nha. Trước khi nướng thì các bạn làm nóng lò lên ở nhiệt độ là 200 độ C. Trong tầm khoảng 5-7 phút cho thật là nóng. Bây giờ mình sẽ cho thịt vô. Thịt hôm nay thì mình sẽ không có xỏ xiên nha các bạn, mình cho hết vào luôn. Mình nướng gì cho nó nhanh. Bạn nào có thời gian thì mình sẽ xỏ từng xiên. Hoặc là ngon hơn á, mình nướng bằng than. Mình làm gì cho nó nhanh gọn. Rồi mình sẽ cho vào nữa. Mình sẽ để là nhiệt độ là 200 độ C. Thời gian thì tùy lò nha. Sau khoảng 5 phút thì mình sẽ kéo ra mình để mình đảo thịt cho nó đều nha các bạn. Cứ khoảng 5-7 phút thì mình sẽ lặp lại. Để cho thịt nó chín đều. Rất là thơm luôn á. Rồi mình trải đều nó ra rồi mình sẽ nướng tiếp tục. Mình thấy bằng cái nồi chiên không dầu nó rất là tiện các bạn.
Còn lò nướng thì mình cảm thấy nó không biết sao mình thấy nó rất là lâu. Và mình sẽ vẫn tiếp tục ở nhiệt độ 200 độ C hoài luôn nha. Tổng thời gian nướng thì tầm khoảng 15 phút là nó vàng rồi các bạn, nó chín rồi nè. Rất là ngon luôn á, rất là nhanh gọn các bạn. Thịt nó cũng màu vàng rất là đẹp nè. Nói chung thì mình nướng than thì bao giờ nó cũng sẽ thơm hơn, còn với cách này thì nó nhanh gọn và nó cũng không có kém phần ngon so với mình nướng than. Ví dụ như nướng than 10 phần thì cái này nó cũng khoảng 8 phần, 8-9 phần. Giờ mình sẽ cho ra dĩa nha. Sau khi nước mắm nguội xong rồi mình mới cho tỏi ớt vô nha các bạn. Còn độ chua thì mình thích chua nhiều thì mình sẽ dùng chanh nhiều. Mình cho khoảng 1 muỗng canh rưỡi thôi, tại mình có dùng thêm giấm rồi đó. Ở đây mình có kiệu nè, mình sẽ cho thêm kiệu vào. Củ cải với cà rốt mình ngâm chua ngọt. Có mấy cái này vô nó mới hấp dẫn đó các bạn. Mình sẽ ăn chung với bún, giá, xà lách, rau thơm, dưa leo. Ngoài ra ở đây mình sẽ thêm một ít trái giò nữa nè. Mình đã chiên trước rồi. Rau thì mỗi thứ mình sẽ cho một ít. Giá thì mình đã để ở dưới phần bún rồi đó. Hôm nay mình dùng nồi chiên không dầu, nó rất là nhanh gọn luôn. Thịt này các bạn có thể mình cắt nhỏ ra cũng được. Thịt mình nướng trong khoảng 15 phút nên thịt nó vừa chín tới, nó cũng vàng ngon, nó không có bị khô cứng gì hết á. Chả giò, đậu phộng rang, hành tím phi. Món ăn của mình như vậy đã xong rồi đó các bạn. Khi ăn thì mình sẽ chan nước mắm chua ngọt lên. Lâu lâu thì các bạn có thể là mình đổi món sang cái món này cho gia đình mình ăn, rất là nhanh gọn, không có cầu kỳ phức tạp gì hết. Giờ mình sẽ chan nước mắm lên nè. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Mình sẽ thử cái phần thịt trước. Phần thịt rất là vừa ăn các bạn, rất là ngon luôn á, thơm ghê luôn. Phải nói là rất là tuyệt vời cho công thức đơn giản này, không cần phải gì quá cầu kỳ hết. Kết hợp hai cái gia vị nước sốt lại rất là ngon. Trái giò thì hôm nay trái giò này là mình mua sẵn á, cho nhanh gọn thì mình không có thời gian để mình làm á. Với món ăn này thì mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công nha. Nếu thích video các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.